Hello, xin chào mừng anh em đã đến với kênh YouTube của VN Review. Mình là Đạt Fit đây và trên tay mình đây đang là chiếc Xiaomi Mi 9. Trong video này thì hãy cùng mình trên tay đánh giá nhanh và khám phá xem là chiếc Xiaomi Mi 9 này có gì hấp dẫn nhá. Đầu tiên chắc chắn rồi, chiếc Xiaomi Mi 9 đã có màn hình giọt nước cũng như là mặt lưng biến màu, hai cái xu hướng thiết kế có thể nói là chủ đạo hiện nay. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái màn hình 6,39 inch, độ phân giải là Full HD cộng, tấm nền là Super AMOLED và có cả tính năng cảm biến vân tay trong màn hình luôn. Chúng ta sẽ có một cái hệ thống camera là 3 camera phía sau với một camera 48 chấm góc rộng thông thường, một camera 16 chấm góc siêu rộng và một camera 12 chấm tele. Mặt lưng biến màu phía sau sẽ là mặt lưng kính và khi mà nghiêng ở các góc khác nhau như thế này thì các bạn có thể thấy là nó sẽ chuyển từ cái màu xanh sang cái màu giống như là kiểu cực quang vậy, rất là đẹp mắt. Và cái cảm giác cầm nắm trên tay của Xiaomi Mi 9 thì cũng rất là ổn, rất là êm tay. Xiaomi họ đã làm những đường bo cong giữa mặt trước và mặt sau cũng như là phần khung rất là liền lạc, cái phần khung kim loại thì cũng rất là chắc chắn. Và chúng ta sẽ xem qua những cái cổng kết nối thì chúng ta sẽ có cổng USB Type-C, tất nhiên một loa ngoài, bên này chỉ là giả loa thôi các bạn nhé. Bên phải này chúng ta sẽ có một nút nguồn và nút tăng giảm âm lượng rất quen thuộc rồi. Cạnh trên chúng ta sẽ có cổng hồng ngoại và mic, tất nhiên cổng hồng ngoại rất quen thuộc trên các thiết bị Xiaomi vẫn được trang bị. Và cổng hồng ngoại sẽ giúp chúng ta điều khiển các thiết bị điện tử trong nhà như là điều hòa, TV rất là tiện lợi. Và bên trái này thì một điểm mới đó là chúng ta sẽ có thêm một nút riêng biệt nữa, nó sẽ gần như là nút Bixby của trên những thiết bị của Samsung vậy. Và cái nút này thì nó sẽ cho phép chúng ta kích hoạt nhanh trợ lý ảo Google Assistant cũng như là có thể tùy biến lại thành những cái tính năng khác. Còn ở cái mặt trước này cũng rất là ấn tượng, chúng ta có một cái màn hình giọt nước, viền hai bên rất là mỏng, viền trên cũng mỏng, chỉ có một chút là cái phần viền dưới này là chưa được mỏng lắm mà thôi. Và mình có trải nghiệm nhanh thì thấy cái màn hình này của Xiaomi Mi 9 có chất lượng rất là tốt. Chúng ta có màu đen sâu đặc trưng của những điện thoại màn hình AMOLED. Chúng ta có độ tương phản cao và độ sắc nét tốt. Và mình đang sử dụng ngoài trời đây thì nó cũng hiển thị rất là tốt. Và tất nhiên là các thiết bị của Xiaomi thì cấu hình của nó cũng rất là ấn tượng. Chúng ta sẽ có một cái con chip mạnh mẽ nhất hiện nay là Snapdragon 855. Bên cạnh lượng RAM là 6GB RAM và 64GB bộ nhớ trong. Chúng ta sẽ có những cái phiên bản có lượng RAM còn lớn hơn 8GB RAM và tối đa sẽ là 12GB RAM ở trên phiên bản mà Xiaomi hoặc là Battle Angel, nó sẽ tương đương với phiên bản Explorer Edition của Mi 8. Và mình cũng đã thử nghiệm nhanh với tựa game PUBG Mobile ở cái mức thiết lập đồ họa cao nhất. Và khi chơi game thì cái phần màn hình giọt nước nó sẽ được tối ưu, nó sẽ không lẹm vào cái nội dung chính của chúng ta. Nói các bạn thấy là khi mà chúng ta sử dụng trong cái cảnh nhảy dù như thế này thì Mi 9 vẫn xử lý rất là ngon. Có thể thấy là chip Snapdragon 855 đã giúp cho chiếc Mi 9 hoạt động có hiệu năng rất là ấn tượng. Và một tính năng khác rất đáng quan tâm ở trên Mi 9 đó là cái vân tay ở trong màn hình. Vân tay ở trong màn hình thì thực ra đã xuất hiện ở trên chiếc Mi 8 Pro rồi. Tuy nhiên là trên chiếc Mi 9 thì Xiaomi họ đã loại bỏ hết cả cái cảm biến quét gương mặt 3D, chúng ta sẽ chỉ có quét gương mặt 2D bằng camera trước thôi. Thế nên là cái vân tay trong màn hình nó sẽ là một trong những cái tính năng mà sẽ giúp các bạn đạt được cái độ bảo mật cao hơn. Và cái việc thiết lập vân tay trong màn hình thì nó cũng tương tự như là hầu hết các thiết bị khác hiện nay có vân tay trong màn hình thôi, như là Huawei Mate 20 hay là Oppo R17 Pro. Và cái tốc độ của cảm biến vân tay trong màn hình ở trên chiếc Mi 9 thì khá là nhanh. Tất nhiên rồi, camera của Xiaomi Mi 9 chúng ta sẽ có hệ thống 3 camera, một camera góc rộng thông thường, độ phân giải rất cao lên đến 48 chấm. Tuy nhiên một điểm mà mình phát hiện là trên cái giao diện cam của Mi 9 thì việc chuyển đổi giữa camera góc thường và góc rộng thì nó chưa được thông minh. Chúng ta sẽ phải bấm vào một cái biểu tượng khá là nhỏ ở cái góc ở đây và quá khó hiểu để mà chuyển về camera góc rộng. Và tất nhiên là chúng ta sẽ vẫn có những cái tính năng quen thuộc như là AI để tối ưu hóa và tinh chỉnh ảnh. Và mình đã chụp nhanh một số bức ảnh bằng Xiaomi Mi 9 camera góc rộng của nó thì có thể thấy là cái độ méo của nó ở mức chấp nhận được, không bị quá méo và độ chi tiết ổn. Khi mà camera góc rộng thì bạn vẫn có thể lấy nét và đo sáng được. Đây là một điểm đánh giá khá cao trên camera góc rộng của chiếc Xiaomi Mi 9. Mà còn camera 48 chấm thì chúng ta sẽ cần những cái video đánh giá chi tiết hơn để biết được là cái chất lượng thực sự của cái camera 48 chấm này nó như thế nào. Ngay cả trong những điều kiện thiếu sáng này thì độ nhiễu vẫn rất là thấp và độ chi tiết vẫn khá là cao. Khá nhiều bạn sẽ quan tâm đến camera selfie 20 chấm của Xiaomi Mi 9. Và mình cũng đã đánh giá nhanh hiệu năng của Xiaomi Mi 9 qua những phần mềm đo hiệu năng như là AnTuTu. Thì cái điểm của nó đang rơi vào khoảng 369.000 điểm, xấp xỉ 370.000 điểm. Thường là những chiếc Snapdragon 855 thì cái điểm số của nó là đang rơi vào khoảng tầm 400 đến 450.000 điểm cơ. Cũng như là điểm số Geekbench thì nó cũng chưa phải là quá ấn tượng, với điểm số đang rơi vào khoảng 2.500 của điểm đơn nhân và 9.500 của điểm đa nhân. Và tất nhiên thì Xiaomi Mi 9 thì nó cũng đã được sử dụng cái hệ điều hành MIUI 9
với các những điểm mới như là cái giao diện đa nhiệm dạng thẻ hay là những cái thao tác cử chỉ. Như vậy là mình vừa trên tay và đánh giá nhanh chiếc Xiaomi Mi 9 suýt đầu tiên tại Việt Nam. Chiếc flagship mới nhất hiện nay của Xiaomi vừa mới được ra mắt thị trường quốc tế nhưng đã ngay lập tức có mặt tại thị trường Việt Nam nhờ cái cửa hàng Hoàng Hà Mobile đưa về, và bạn có thể vào trang web của hoanghamobile.com để tìm hiểu về mức giá của Xiaomi Mi 9. Hiện tại thì mức giá cho phiên bản 6GB và 64GB bộ nhớ trong dự kiến đang là khoảng 11,99 triệu đồng. Mức giá khá là tốt và rất có thể là trong thời gian tới thì mức giá của nó còn tốt hơn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau, và nếu thấy video này hữu ích thì đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube của VN Review để nhận được nhiều video mới nhất nữa nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye.